Thông thường khi đi thăm khám tại các bệnh viện, người bệnh cần tuân thủ các quy trình gồm lấy số thứ tự, chờ đợi đến lượt khám, chờ làm xét nghiệm, xếp hàng lấy thuốc, vân vân. Quy trình này thường kéo dài vài tiếng đến cả ngày. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian của người bệnh mà còn gây áp lực lên hệ thống y tế. Thấu hiểu được những mệt mỏi, lo lắng của bệnh nhân mỗi khi đi khám bệnh, IV Bác sĩ ơi đã ra đời với sứ mệnh mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động toàn diện và tiện lợi cho người bệnh. IV Bác sĩ ơi, cung cấp dịch vụ tư vấn y tế từ xa mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe kịp thời của người dùng. Không chỉ dừng lại ở đó, IV Bác sĩ ơi còn hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái y tế toàn diện với việc tích hợp nhiều tính năng tiên tiến. Tư vấn y tế 24/7 qua video call và chat với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa hàng đầu. Đặt lịch khám ưu tiên tại các cơ sở y tế, phòng khám, bệnh viện. Quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trọn đời, tích hợp AI để phân tích và đưa ra các đề xuất cá nhân hóa. Nền tảng thương mại điện tử cho phép mua sắm các sản phẩm y tế trực tuyến. Bên cạnh đó, hệ thống IV Bác sĩ ơi giúp quản lý và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, tối ưu hóa lịch khám và phân bổ nguồn lực y tế một cách hiệu quả, góp phần giảm thiểu áp lực quản lý cho các cơ sở y tế đối tác. Ứng dụng IV Bác sĩ ơi của bọn mình được sinh ra với một mục đích, đấy là bọn mình muốn tạo ra một cái nền tảng để có thể hỗ trợ người bệnh tiếp xúc với các cái dịch vụ y tế mà họ cần chỉ với qua một điểm chạm và mọi lúc mọi nơi. Một số những cái tính năng chính nổi bật ở trên ứng dụng mà nó tạo ra cái sự tiện ích dành cho người bệnh đến thời điểm hiện tại mình đang xây dựng, đấy là một là việc đặt lịch khám với các cơ sở y tế trên toàn quốc. Cái điều thứ hai đấy là kết nối với các bác sĩ qua hình thức trực tuyến, qua video call hoặc là chat, xem các cái hồ sơ khám sức khỏe của bệnh nhân, toàn bộ các cái hồ sơ một cách rất là liền mạch. Cái điều thứ tư đấy là những cái phần tiện ích liên quan đến việc mua sắm các cái thuốc hoặc là các cái sản phẩm về y tế. Việc liên kết giữa bác sĩ, các cơ sở y tế và bệnh viện ở trên IV Bác sĩ ơi được tiến hành đồng thời qua 3 yếu tố. Đầu tiên là việc xây dựng đội ngũ y bác sĩ cũng như cơ sở y tế trên IV Bác sĩ ơi. Song hành cùng với việc đó thì chúng tôi cũng tổ chức những khóa đào tạo nhằm để hướng dẫn cũng như là chia sẻ để các bác sĩ và các cơ sở y tế có thể là sử dụng những cái nền tảng trên hệ thống của IV Bác sĩ ơi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiến hành là xây dựng tất cả những hệ thống liên quan đến kết nối nhằm chuyển đổi số tất cả những quy trình tương tác giữa bác sĩ và người bệnh để nhằm phục vụ cái vấn đề là chuyển đổi số tất cả những quy trình để tự động hóa những cái vấn đề giữa bác sĩ và người bệnh. IV Bác sĩ ơi hiện liên kết với hơn 4.200 bác sĩ, chuyên gia và hơn 150 cơ sở y tế từ bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, bệnh viện tư nhân, phòng khám trên khắp cả nước. Đến nay, IV Bác sĩ ơi đã trở thành nhà cung cấp giải pháp y tế số hàng đầu cho nhiều bệnh viện tuyến trung ương và tỉnh, góp phần đưa công nghệ vào quản lý y tế, tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong tương lai, IV Bác sĩ ơi không chỉ hướng đến việc tiếp tục xây dựng một cộng đồng thân thiện, hữu ích về sức khỏe cho người dân Việt Nam mà còn đặt mục tiêu trở thành một hệ sinh thái y tế toàn diện. IV Bác sĩ ơi cam kết tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến để mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế Việt Nam.